Kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán Dịch Sa Môn Thuật Do Nan Đà, Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 17, Quyển 42, Phẩm Thập Định thứ 27, thứ 8, Tam Muội Tất Cả Thân Chúng Sinh Khác Biệt. Kinh Văn, Phật Tử, thế nào là Tam Muội Tất Cả Thân Chúng Sinh Khác Biệt của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào là Đại Tam Muội Tất Cả Thân Chúng Sinh Khác Biệt của Đại Bồ Tát? Phật Tử, Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này đắc được 10 thứ không chấp trước. Những gì là 10? Đó là nơi tất cả cõi không chấp trước, nơi tất cả phương không chấp trước, nơi tất cả kiếp không chấp trước, nơi tất cả chúng không chấp trước, nơi tất cả pháp không chấp trước, nơi tất cả Bồ Tát không chấp trước, nơi tất cả Bồ Tát nguyện không chấp trước, nơi tất cả tam muội không chấp trước, nơi tất cả chư Phật không chấp trước, nơi tất cả địa không chấp trước, đó là 10. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này tu Bồ Tát đạo viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành công đức, khi trụ tam muội tất cả thân chúng sinh khác biệt, đắc được 10 thứ tự tại không chấp trước. Những gì là 10? Đó là: một, đối với tất cả cõi Phật không chấp trước; hai, đối với tất cả địa phương không chấp trước; 3, đối với tất cả kiếp số không chấp trước; 4, đối với tất cả chúng sinh không chấp trước; 5, đối với tất cả pháp tướng không chấp trước; 6, đối với tất cả Bồ Tát không chấp trước; 7, đối với tất cả Bồ Tát nguyện không chấp trước; 8, đối với tất cả tam muội không chấp trước; 9, đối với tất cả chư Phật không chấp trước; 10, đối với tất cả địa vị không chấp trước. Đó là 10 pháp không chấp trước. Vì Bồ Tát quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cho nên phá tất cả mọi sự chấp trước. Chúng ta người tu đạo cũng phải phá tất cả mọi sự chấp trước, phải học tập theo tinh thần của Bồ Tát, vì người chẳng vì mình. Tóm lại, vạn sự đều ok thì chẳng có sự chấp trước. Nói cách khác, tốt cũng chẳng chấp trước, xấu cũng chẳng chấp trước, tất cả đều buông bỏ hết. Trong tâm kinh có nói, vì không quá ngại nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo niết bàn. Nếu như buông bỏ được tất cả thì không có quá ngại, đó là chỗ tinh hoa của Phật Pháp. Phật Tử, Đại Bồ Tát nơi tam muội này vào như thế nào, khởi như thế nào? Các vị Phật Tử, Đại Bồ Tát nơi tam muội tất cả thân chúng sinh khác biệt, làm thế nào nhập định, làm thế nào xuất định? Đây là vấn đề Bồ Tát Phổ Hiền tự hỏi, tự đáp. Phật Tử, Đại Bồ Tát nơi tam muội này, trong thân nhập ngoài thân khởi, ngoài thân nhập trong thân khởi, đồng thân nhập khác thân khởi, khác thân nhập đồng thân khởi, thân người nhập thân dạ xoa khởi, thân dạ xoa nhập thân rồng khởi, thân rồng nhập thân Atula khởi, thân Atula nhập thân trời khởi, thân trời nhập thân Phạm Vương khởi, thân Phạm Vương nhập thân dục giới khởi, trên trời nhập địa ngục khởi, địa ngục nhập nhân gian khởi, nhân gian nhập cõi kia khởi, ngàn thân nhập một thân khởi, một thân nhập ngàn thân khởi, Na Do Tha thân nhập một thân khởi, một thân nhập Na Do Tha thân khởi. Các vị Phật Tử, Đại Bồ Tát nơi tam muội này có những cảnh giới như vậy: từ trong thân nhập định, từ ngoài thân xuất định, từ ngoài thân nhập định, từ trong thân xuất định, từ đồng thân nhập định, từ khác thân xuất định, từ khác thân nhập định, từ đồng thân xuất định, từ thân người nhập định, từ thân dạ xoa xuất định, từ thân dạ xoa nhập định, từ thân rồng xuất định, từ thân rồng nhập định, từ thân Atula xuất định, từ thân Atula nhập định, từ thân trời xuất định, từ thân trời nhập định, từ thân Phạm Vương xuất định, từ thân Phạm Vương nhập định, từ thân dục giới xuất định. Bồ Tát có thể hóa thân ngàn vạn ức, phần thân vô lượng số. Đó đầy không ngại, ta người vô ngại, trong ngoài vô ngại, đồng khác vô hại. Đó tức là cảnh giới thần thông diệu dụng của Bồ Tát. Bồ Tát nhập định hoặc xuất định không nhất định tại thân mình, tùy thời tùy lúc đều có thể nhập định, tùy thời tùy lúc đều có thể xuất định, chẳng thọ sự hạn chế của thời gian và không gian, nhãn vận tự tại diệu không thể tả. Bồ Tát ở trên trời nhập định, từ địa ngục xuất định, từ địa ngục nhập định, từ nhân gian xuất định, từ nhân gian nhập định, từ cõi kia xuất định, từ ngàn thân nhập định, từ một thân xuất định, từ một thân nhập định, từ ngàn thân xuất định, từ Na Do Tha thân nhập định, từ một thân xuất định, từ một thân nhập định, từ Na Do Tha thân xuất định. Bồ Tát vì tùy duyên giáo hóa tất cả chúng sinh, tự do nhập định, tự do xuất định. Cảnh giới này tại tâm như ý, hoan hỷ thế nào thì như thế đó, một chút cũng không miễn cưỡng, nhậm vận tự tại,
Phàm là người thành tâm tu đạo đều chứng được cảnh giới này. Trong chúng sinh Diêm Phủ Đề Nhập, trong chúng sinh Tỳ Cổ Đà Ni Khởi, trong chúng sinh Tỳ Cổ Đà Ni Nhập, trong chúng sinh Bắc Câu Lư Khởi, trong chúng sinh Bắc Câu Lư Nhập, trong chúng sinh Đông Bỉ Đề Ha Khởi, trong chúng sinh Đông Bỉ Đề Ha Nhập, trong chúng sinh Ba Thiên Hạ Khởi, trong chúng sinh Ba Thiên Hạ Nhập, trong chúng sinh Bốn Thiên Hạ Khởi, trong chúng sinh Bốn Thiên Hạ Nhập, trong chúng sinh Tất Cả Biển Khác Biệt Khởi, trong chúng sinh Tất Cả Biển Khác Biệt Nhập, trong chúng thần Tất Cả Biển Khởi. Bồ Tát ở trong chúng sinh Diêm Phù Đà, Nam Thiện Bộ Châu nhập định, để trong chúng sinh Tây Cổ Đà Ni, Tây Ngưu Hóa Châu xuất định, trong chúng sinh Tây Cổ Đà Ni nhập định, để trong chúng sinh Bắc Câu Lư, Bắc Câu Lư Châu xuất định, trong chúng sinh Bắc Câu Lư nhập định, để trong chúng sinh Đông Bỉ Đề Ha, Đông Thắng Thần Châu xuất định, trong chúng sinh Đông Bỉ Đề Ha nhập định, từ trong chúng sinh Ba Thiên Hạ xuất định, trong chúng sinh Ba Thiên Hạ nhập định, từ trong chúng sinh Bốn Thiên Hạ xuất định, trong chúng sinh Bốn Thiên Hạ nhập định, từ trong chúng sinh Tất Cả Biển Khác Biệt xuất định, trong chúng sinh Tất Cả Biển Khác Biệt nhập định, từ trong chúng thần Tất Cả Biển xuất định, trong chúng thần Tất Cả Biển nhập, trong thủy đại Tất Cả Biển khởi, trong thủy đại Tất Cả Biển nhập, trong địa đại Tất Cả Biển khởi, trong địa đại Tất Cả Biển nhập, trong hỏa đại Tất Cả Biển khởi, trong hỏa đại Tất Cả Biển nhập, trong phong đại Tất Cả Biển khởi, trong phong đại Tất Cả Biển nhập, trong tất cả bốn thứ hữu đại khởi, trong tất cả bốn thứ hữu đại nhập, trong pháp vô sinh khởi, trong pháp vô sinh nhập, trong núi diệu cao khởi, trong núi diệu cao nhập, trong núi bảy báo khởi, trong núi bảy báo nhập, trong tất cả đất đai đủ thứ cây cỏ lùm rừng hắc sơn khởi, trong tất cả đất đai đủ thứ cây cỏ lùm rừng hắc sơn nhập, trong tất cả rượu hương hoa báo hữu trang nghiêm khởi, trong tất cả rượu hương hoa báo hữu trang nghiêm nhập, trong tất cả chúng sinh thọ sinh của tất cả bốn thiên hạ phương dưới phương trên khởi. Bồ Tát ở trong chúng thần Tất Cả Biển nhập định, từ trong thủy đại Tất Cả Biển xuất định, trong thủy đại Tất Cả Biển nhập định, từ trong địa đại Tất Cả Biển xuất định, trong địa đại Tất Cả Biển nhập định, từ trong hỏa đại Tất Cả Biển xuất định, trong hỏa đại Tất Cả Biển nhập định, từ trong phong đại Tất Cả Biển xuất định, trong phong đại Tất Cả Biển nhập định, từ trong tất cả bốn thứ đại xuất định, trong tất cả bốn thứ đại nhập định, từ trong pháp vô sinh xuất định, trong pháp vô sinh nhập định, từ trong núi diệu cao xuất định, trong núi diệu cao nhập định, từ trong núi bảy báu xuất định, trong núi bảy báu nhập định, từ trong tất cả đất đai đủ thứ cây cỏ lùm rừng hắc sơn khởi, trong tất cả đất đai đủ thứ cây cỏ lùm rừng hắc sơn nhập định, từ trong tất cả rượu hương hoa báu trang nghiêm xuất định, trong tất cả rượu hương hoa báu trang nghiêm nhập định, từ trong tất cả chúng sinh thọ sinh của tất cả bốn thiên hạ phương dưới phương trên xuất định, trong tất cả chúng sinh thọ sinh tất cả bốn thiên hạ phương dưới phương trên nhập, trong chúng sinh tiểu thiên thế giới khởi, trong chúng sinh tiểu thiên thế giới nhập, trong chúng sinh trung thiên thế giới khởi, trong chúng sinh trung thiên thế giới nhập, trong chúng sinh đại thiên thế giới khởi, trong chúng sinh đại thiên thế giới nhập, trong chúng sinh trong ngàn ước na do tha ba ngàn đại thiên thế giới khởi, trong chúng sinh trong ngàn ước na do tha ba ngàn đại thiên thế giới nhập, trong chúng sinh vô số thế giới khởi, trong chúng sinh vô số thế giới nhập, trong chúng sinh vô lượng thế giới khởi, trong chúng sinh vô lượng thế giới nhập, trong chúng sinh vô biên cõi Phật khởi, trong chúng sinh vô biên cõi Phật nhập, trong chúng sinh vô đẳng cõi Phật khởi, trong chúng sinh vô đẳng cõi Phật nhập, trong chúng sinh bất khả số thế giới khởi. Bồ Tát ở trong tất cả chúng sinh thọ sinh tất cả bốn thiên hạ phương dưới phương trên nhập định, từ trong chúng sinh tiểu thiên thế giới xuất định, trong chúng sinh tiểu thiên thế giới nhập định, trong chúng sinh trung thiên thế giới xuất định, trong chúng sinh trung thiên thế giới nhập định, từ trong chúng sinh đại thiên thế giới xuất định, trong chúng sinh đại thiên thế giới nhập định, từ trong chúng sinh trong ngàn ước na do tha ba ngàn đại thiên thế giới xuất định, trong chúng sinh trong ngàn ước na do tha ba ngàn đại thiên thế giới nhập định, từ trong chúng sinh vô số thế giới xuất định.